Bà chủ mã PI Panorama kiến nghị phủ xanh toàn bộ công trình để trông thật hoang sơ. Sáng mùng 9 tháng 10, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang thông tin, tổ hợp nhà hàng, khách sạn Panorama trên đèo mã PI được xây dựng ngoài mốc giới di tích danh thắng mã PI, có kết cấu bê tông cốt thép kết hợp với các sàn kết cấu thép dùng để ngắm cảnh, gồm 7 cấp xây bám theo địa hình. Mặt trước công trình, mặt bám quốc lộ, có 2 nguyên đơn. 6 cấp còn lại được xây thấp dần dọc theo sườn núi, mỗi cấp 1 tầng, trong đó cấp cuối cùng chủ đầu tư tận dụng làm gian kho, không sử dụng vào mục đích kinh doanh. Hiện công trình đã hoàn thiện được 5 cấp, phần sàn thép phục vụ ngắm cảnh của cấp thứ 6 và đơn nguyên cấp thứ 7 đang được hoàn thiện. Đoàn liên ngành đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang giao Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc tiến hành cải tạo, chỉnh trang hai đơn nguyên giáp đường quốc lộ để phục vụ cho việc dừng chân ngắm cảnh, tháo dỡ các nguyên đơn còn lại, tiến hành cải tạo đất và trồng cây xanh trên phần diện tích đã phá dỡ, yêu cầu hoàn thành trước ngày 15 tháng 11. Đoàn cũng yêu cầu chủ đầu tư là bà Vũ Ngọc Ánh, sinh năm 1962, hoàn thiện các thủ tục pháp lý phần công trình còn lại trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến. Đồng thời, cơ quan chức năng xem xét xử lý các vi phạm với chủ đầu tư. Cơ quan ban ngành đã đề xuất tháo dỡ 6 tầng mã PI Panorama để cải tạo đất và trồng cây xanh. Sau nhiều lần liên hệ, bà Ánh cho biết hiện đang phải điều trị trong bệnh viện vì sức khỏe không đảm bảo. Khi được PV thông tin đề xuất của đoàn liên ngành về việc tháo dỡ tòa nhà, bà Ánh khẳng định sẽ sẵn sàng tuân theo, tuy nhiên rất khó để đánh giá mức độ an toàn sau khi công trình được tu sửa. Ngày xưa, tôi chỉ tính xây dựng thật đơn giản. Nhưng sau 5 lần tốc mái, tôi đã phải cho thi công kiên cố thì mới chịu nổi bão giông, thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Thật sự, đầu tư ở đây rất khó khăn, hiện giờ tôi vẫn phải mua nước từ thị trấn vào đây cho khách hàng. Mục đích của tôi không phải lợi nhuận, mà là sự an toàn cho du khách. Nếu bắt tôi dỡ đi, khách gặp phải tai nạn gì thì liệu lúc đấy ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm hơn nữa? Tôi chỉ muốn tạo điều kiện cho dân, cho các em học sinh nghèo, phải đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, bà Ánh khẳng định. Bà Vũ Ngọc Ánh, chủ đầu tư. Bà chủ mã PI Panorama nói, rất nhiều du khách kể ra trong nước hay quốc tế, đều mong muốn tới khách sạn của bà để ngắm cảnh. Cảnh thiên nhiên ở đó rất đẹp. Mặt trời sáng sớm, đêm thì trăng lên, những người từng ở chỗ tôi đều đăng lên mạng những hình ảnh rất đẹp. Đó là niềm vui của tôi. Khi PV đặt câu hỏi vì sao chuyên gia UNESCO chỉ khuyến nghị xây điểm dừng chân, nhưng chủ đầu tư lại dựng lên cả một tổ hợp khách sạn, quán cà phê, nhà hàng, bà Ánh giải thích rằng thời điểm ngắm thiên nhiên đẹp nhất là lúc rạng sáng và hoàng hôn. Việc bà xây thêm chỗ lưu trú chỉ đơn giản là tạo điều kiện cho du khách thưởng ngoạn. Bà chủ kiến nghị thay vì tháo dỡ sẽ cho phủ xanh toàn bộ công trình, để trông thật hoang sơ. Bà nói thêm, tôi vừa đi Trung Quốc để học hỏi phát triển du lịch, thấy họ làm nhà bên núi rất nhiều, tôi cũng đang làm theo. Tôi đã phải làm việc vất vả suốt 3 năm, đầu tư tất cả tài sản và công sức. Thật là vô lý nếu dỡ đi công trình của tôi. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình, văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, nêu quan điểm. Ông hoàn toàn ủng hộ đề xuất của đoàn liên ngành tỉnh Hà Giang. Ông nói, vụ việc cần phải xử lý nghiêm minh để làm gương cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư xây dựng. Ngày nay tại nhiều địa phương, mọi người xây dựng tràn lan, không phép, khi biết sai thì xin hợp thức hóa cho tồn tại, làm như vậy là không nên. Theo luật sư Diệp Năng Bình, đối với mã PI Panorama, khi có quyết định tháo dỡ của các cấp chính quyền, chủ đầu tư buộc phải thuê người thực hiện. Mọi thiệt hại về các khoản tiền bỏ ra xây dựng bao nhiêu chủ đầu tư cũng phải tự gánh chịu. Nếu hết thời gian quy định mà chủ đầu tư không tháo, chính quyền phải huy động người vào cuộc cưỡng chế thì chủ đầu tư cũng mất chi phí cho việc thuê người này, luật sư Bình nói. Theo luật sư, nếu bị yêu cầu tháo dỡ, bà Ánh sẽ phải chịu mọi khoản chi phí. Ông phân tích thêm, ngoài việc tháo dỡ, chủ đầu tư còn phải chịu xử phạt hành chính về những sai phạm của mình. Qua vụ việc, ông cũng khuyên các doanh nghiệp, cá nhân trước khi quyết định thi công bất kỳ công trình nào cũng cần phải tìm hiểu kỹ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc như Panorama. Khách sạn mã PI Panorama được xây dựng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu năm 2019. Nhà cao 7 tầng, nằm thoải theo sườn đèo, có 5 ban công lớn. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang, dù công trình này đã đi vào hoạt động nhưng chưa có giấy chứng nhận đầu tư,
Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa được cấp giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư, xây dựng, chưa được cấp giấy phép xây dựng và công trình chưa có văn bản thỏa thuận đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cục Di sản Văn hóa cho biết, tuy công trình này nằm ngoài vùng bảo vệ 2 của danh thắng Mã Pì, nhưng theo luật di sản văn hóa, công trình ảnh hưởng xấu đến cảnh quan và môi trường thì phải có ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý văn hóa. Tuy nhiên, nhà nghỉ này chưa có ý kiến của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo Minh Nhân, trí thức trẻ,